Nhớ cô đã quên mất mình chính là con dâu của nhà này, vừa bước vào thấy con gái chủ nhà đang đứng đợi bọn họ. Vì cô mới về nước nên không biết người chị dâu này. Moa trong lúc nấu cơm bị hành làm cay mắt. Khi cô quay lại dụi mắt, phu nhân trùng hợp trở về. Nhìn bóng lưng cô gái trẻ cảm thấy có chút quen mắt. Bà thím kêu Moa mau chào hỏi phu nhân. Vâng, đợi một chút. Phu nhân nghe thấy giọng nói cũng không phát hiện đối phương chính là con dâu bị mình cho người truy sát khi đó. Khi Moa quay lại thì phu nhân đã rời đi. Nhưng giọng nói của bà lại khiến cô luôn cảm thấy lo lắng bất an. Một phút lơ là, không cẩn thận cắt trúng tay. Nhìn máu trên ngón tay, trong đầu bỗng xuất hiện một cảnh tượng. Khi đó cô ở trong căn biệt thự này, đã bị phu nhân phê bình. Moa ngờ vực nói với bà thím dường như mình đã từng tới đây, khiến đối phương nghi ngờ cô là con gái của một gia đình lắm tiền nhiều của. Moa cũng muốn nhanh chóng lấy lại ký ức, đã tới đồn cảnh sát kiểm tra danh sách người mất tích. Kỳ lạ là trong đây không có ảnh của Moa. Điều này khiến cô rất thất vọng, vì mình mất tích nhưng lại không có ai đi tìm. Về tới nhà, bà thím kể lại chuyện hôm nay với Nam Gu. Nghĩ tới trước kia nhà bọn họ đã đuổi một cô con dâu đi, người này lẽ nào chính là Moa, anh lập tức tìm tới nhà tài phiệt đó. Muốn tìm hiểu thông tin về con dâu cũ nhà họ, trùng hợp bắt gặp Yang Hoa, người sắp được gả vào gia đình này. Cô tiếc nuối nói với anh rằng người phụ nữ đó đã qua đời. Nam Gu không ngờ lại nhận lại câu trả lời này, cho rằng Moa không phải con dâu nhà họ, mà không biết trong khoảng thời gian cô mất tích, phu nhân đã tìm một thi thể không nhìn rõ mặt làm thế thân cho Moa, để người thân cô tưởng cháu gái đã qua đời. Cứ tưởng sẽ một tay che cả bầu trời, nhưng cô Kim không tin cháu gái sẽ bỏ lại mình mà chọn cách tự sát. Yêu cầu phải làm xét nghiệm rõ ràng. Không lâu sau, bác sĩ thông báo trên chân người chết có đinh cố định, mà Moa chưa từng bị thương ở chân. Điều này chứng minh người chết không phải Moa. Tới đây cô Kim đã có được tia hy vọng, mà không chú ý tới biểu cảm chột dạ của phu nhân. Báo cáo chi tiết ngày mai mới có. Một khi chứng minh người chết không phải Moa thì kế hoạch của bà ta sẽ đổ bể, đại diện Shin cũng sẽ bị liên lụy. Lúc này Do Hun vẫn chìm trong đau khổ về cái chết của vợ. Ông Shin thấy dáng vẻ thảm hại này của anh ta thì vô cùng tức giận, nên đã nói ra sự thật Moa vẫn còn sống và cả kế hoạch của mình. Lúc này Do Hun mới biết công lừa được tất cả mọi người. Người nhà Moa nhanh chóng tổ chức đám tang cho Moa, để phòng đêm dài lắm mộng. Do Hun quyết định hỏa táng cái xác, như vậy mới có thể tiêu hủy chứng cứ. Ai ngờ cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị em trai Moa nghe được, tức cầm gậy định dạy cho hắn ta một bài học. Ai ngờ trùng hợp nghe được kế hoạch của anh rể và mẹ, mới biết người chết không phải là chị gái. Sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ghi âm lại cuộc nói chuyện của bọn họ. Cậu bé không biết mẹ đã qua đời, khóc lóc đòi đi gặp mẹ. Mẹ nuôi phiền não nói: "Đủ rồi, mẹ con đã mất rồi." Trực tiếp nói ra sự thật với cậu bé. Ha In nhất thời không chịu nổi cú sốc, từ đó đã không thể mở miệng nói chuyện, dù có cố gắng tới đâu cũng chỉ phát ra âm thanh ú ớ. Mẹ kế Yang Hoa tưởng cậu bé cố tình làm vậy, kêu mẹ chồng không được nuông chiều cháu trai quá mức. Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cậu bé đã mất khả năng sử dụng ngôn ngữ, hay còn gọi là chứng mất ngôn. Yang Hoa vô cùng dằn vặt, muốn diễn tốt vai người mẹ, mỗi ngày đều kiên nhẫn đút cơm cho cậu bé, nhưng Ha In lại luôn có thái độ thù địch với cô, thẳng tay hất đổ thìa cơm. Tưởng cô đã đuổi mẹ mình ra khỏi nhà nên không chịu ăn cơm, thấy con trai cứng đầu như vậy, yêu cầu cậu bé phải xin lỗi mẹ kế. Ha In không thể nói chuyện, chỉ có thể trợn mắt nhìn Yang Hoa một cách thù địch. Sau chuyện này, phu nhân đã bắt đầu cảm thấy không vừa ý với cô. Trước nay cháu trai luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lời phàn nàn của bà khiến Yang Hoa cảm thấy khó chịu. Nghe mẹ chồng định đưa Ha In tới bệnh viện, cô muốn tự mình đồng hành giúp cậu bé hồi phục. Hôm nay Ha In đã bắt đầu ăn uống, thậm chí còn không thể khống chế nổi việc đi vệ sinh. Mẹ chồng kêu Yang Hoa mau chóng đưa cậu bé đi thay quần áo. "Con sao? Sao nào, sợ bẩn sao?" Yang Hoa không thể nói lại, thậm chí còn bị mẹ chồng quở trách, phải chính tay thay bỉm cho con mới có tư cách được gọi là mẹ. Yang Hoa ấm ức cho rằng chuyện này có thể kêu giúp việc làm giúp. Nghe vậy mẹ chồng càng thêm thất vọng, tự mình đưa cháu trai đi thay quần áo. Lúc này Yang Hoa mới nhận ra làm mẹ kế chưa bao giờ là dễ. Để có nhiều thời gian ở bên Ha In, cô đã đưa cậu bé cùng mình tới cửa hàng. Vừa tới nơi thì Nam Gu cũng tới tham quan cửa hàng này. Đúng lúc Yang Hoa đang có việc bận, đã nhờ Nam Gu giúp mình trông Ha In một lát. Vừa gặp Nam Gu đã rất thích cậu bé này, biết Ha In mắc chứng mất ngôn ngữ, còn mua cho cậu một con gấu bông có chức năng ghi âm. Moa biết chuyện cậu bé gặp phải thì vô cùng xót xa, chủ động ghi âm bài hát của mình vào con gấu bông, mà không biết cậu bé đó chính là con trai mình. Khi Nam Gu phát bài hát cho Ha In nghe, cậu bé kích động cướp lấy con gấu bông. Cậu đã nhận ra giọng mẹ, vui sướng phát đi phát lại bài hát đó. Lúc này Yang Hoa có chuyện đột xuất phải ra ngoài,
đã nhờ Nam Gu giúp mình chăm sóc cho Hai In một lát. Anh đưa cậu bé ra ngoài ăn, nhưng Hai In từ đầu tới cuối cứ luôn vuốt ve chú gấu trong tay, cũng không muốn nói chuyện với Nam Gu, khiến anh rất phiền não, vội gọi điện cầu cứu Mo A, muốn cô tới giúp mình dỗ dành cậu bé. Mo A nhanh chóng tới nhà hàng. Hai In ngẩng đầu trông thấy người mẹ đã mất của mình, liền kích động đứng bật dậy, muốn gọi lớn hai tiếng mẹ ơi nhưng lại không thể. Sau đó chạy ra ngoài tìm mẹ, không cẩn thận té ngã, cậu bé vô cùng đau khổ cố gắng muốn nói chuyện. Mo A nghe tiếng động quay lại, trùng hợp trông thấy Nam Gu đang ôm một cậu bé, liền vội vã chạy qua đó. Nhưng lúc này cậu bé vì bị mắc nghẹn nên đã không còn tỉnh táo. Nam Gu vội gọi tên Hai In. Mo A nghe anh gọi tên cậu bé, trái tim bỗng cảm thấy đau nhói, vội bế cậu bé vào lòng, dùng tay lấy thức ăn ra khỏi miệng, sau đó sơ cứu để Hai In nôn ra. Lúc này cậu bé mới nôn được đống thức ăn trong miệng ra. Mo A thở phào nhẹ nhõm đưa Hai In tới bệnh viện. Bác sĩ khen Mo A sơ cứu đúng cách. Nam Gu bên cạnh cũng nhìn cô với ánh mắt bất ngờ. Nhìn Hai In ngủ say bên cạnh, trong lòng cô luôn có một cảm xúc khó tả. Mẹ của cậu bé đã qua đời, nhưng hôm nay cậu bỗng gặp lại mẹ. Không những vậy, Hai In còn nhận được một chú gấu bông có tiếng hát của mẹ. Mặc dù không thể nói chuyện nhưng cậu biết mẹ vẫn còn sống. Hai In vừa phát lại bài hát vừa nhung nhớ về người mẹ thân yêu. Sáng sớm thức dậy thấy gấu bông đang ở trong tay mẹ kế Giang Hoa, cậu liền vội đòi lại nó. Nhìn gấu bông lại khiến cậu nhớ tới mẹ. Mẹ ơi! Đây là lần đầu tiên Hai In cất tiếng nói từ sau khi bị chẩn đoán mắc chứng mất ngôn ngữ. Giang Hoa còn tưởng cậu bé đang gọi mình, vui sướng chạy ra ngoài thông báo cho cả nhà. Ai ngờ trước mặt mọi người Hai In lại không nói một lời. Cậu muốn phát bài hát trong chú gấu bông, nhưng lại thấy băng ghi âm đã được đổi thành giọng nói của Giang Hoa. Thì ra cô tưởng cậu bé thích bài hát này nên đã tự mình thu âm vào cuộn băng bên trong. Nụ cười trên môi Hai In lập tức dập tắt, cậu bật khóc nức nở muốn đòi lại giọng của mẹ, nhưng vì không thể nói chuyện nên cả nhà đều tưởng cậu bé đang quậy phá. Hai In chỉ đành viết nguyên nhân lên giấy, nói mình đã gặp được mẹ, trước sự kinh ngạc của mọi người đặc biệt là phu nhân. Thì ra mẹ của Hai In chỉ là mất tích, nhưng phu nhân và Do Hun đã tìm một thi thể không rõ mặt mũi lừa mọi người Mo A đã chết. Phu nhân kêu cháu trai mau về phòng nghỉ ngơi, Do Hun phê bình con trai không được lấy chuyện này ra làm trò đùa. Thấy không ai tin lời mình, cậu đã bị ép mở miệng nói chuyện. Thật đó ạ, con thật sự đã gặp được mẹ. Cậu bé nói với ông rằng mình đã thấy mẹ trong một nhà hàng. Chủ tịch quyết định điều tra chuyện này. Thấy vậy phu nhân bên cạnh vô cùng lo sợ, vội cùng em chồng bàn bạc kế sách. Ông xin cho rằng diệt cỏ phải diệt tận gốc, thẳng tay biến Mo A thành người chết là được. Nhưng phu nhân trước nay chưa từng có ý định đó, yêu cầu em chồng không được ra tay với Mo A, nếu không thì đừng trách mình phản bội. Tới đây ông xin chỉ có thể từ chối. Không lâu sau chủ tịch xin đã có được camera an ninh trong nhà hàng đó. Do video quá mờ nên bọn họ không thể xác nhận người phụ nữ đó là Mo A. Vậy nên chủ tịch xin đã kết luận cháu trai nhận nhầm người. Bên này Giang Hoa biết tin Hai In đã bị nghẹn vào ngày hôm đó, may có Mo A kịp thời sơ cứu mới không xảy ra chuyện. Giang Hoa gọi điện kêu Nam Gu dẫn Mo A tới để cảm ơn. Vừa tới công ty, Nam Gu bỗng muốn đi vệ sinh nên đã để Mo A một mình vào trước. Giang Hoa không biết đối phương chính là mẹ ruột của Hai In, chỉ là thấy cô rất quen mắt. Lúc này Nam Gu bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Giang Hoa mới biết rằng Mo A đã mất đi ký ức. Mục đích chính của lần gặp này là hy vọng Nam Gu có thể trở thành người mẫu cho sản phẩm mới của Giang Hoa. Nghe tới đây Mo A lập tức lấy lại tinh thần, bởi vì làm người mẫu sẽ có thể lên TV được nhiều người trông thấy, nói không chừng có thể tìm lại gia đình. Nhưng Nam Gu đã thẳng thừng từ chối khiến cô vô cùng thất vọng. Vì muốn đưa Giang Hoa về nhà nên Nam Gu đã kêu Mo A tự bắt xe về. Thấy vậy cô bỗng cảm thấy không vui, mà không biết anh chỉ muốn đàm phán lại với Giang Hoa mà thôi. Anh có thể làm người mẫu cho công ty cô, điều kiện là phải bắt cặp với Mo A. Giang Hoa vui vẻ đồng ý. Trước buổi chụp hình, Mo A phải trang điểm cẩn thận. Trông thấy cô xinh đẹp trước gương, Nam Gu bỗng có hơi rung động. Nhận thức được tình cảm của mình, anh liền vội nhìn sang phía khác. Trong lúc chụp hình, dáng vẻ nghiêm túc của Nam Gu đã làm Mo A mở rộng tầm mắt. Dưới sự giúp đỡ của anh, Mo A đã đỡ căng thẳng hơn nhiều. Do chưa có kinh nghiệm nên biểu cảm vẫn còn đơ cứng, khiến Giang Hoa cảm thấy không hài lòng. May có Nam Gu hết lời cầu xin, cô mới đồng ý cho Mo A cơ hội cuối cùng. Nhưng khi cô nhìn ánh đèn flash, trong đầu bỗng xuất hiện cảnh tai nạn khi đó. Sau khi mất trí nhớ, Mo A ứng tuyển làm người mẫu cho một công ty nội thất. Giang Hoa nhớ ra cô từng làm giúp việc trong nhà mẹ chồng, thậm chí còn cố tình làm đổ bát canh lên người mình. Giang Hoa lập tức về nhà hỏi mẹ chồng về người giúp việc hôm đó. Biểu cảm bà ta lập tức thay đổi, bởi phu nhân vẫn chưa nói với cô người phụ nữ đó chính là con dâu cũ của mình, chỉ nói đối phương là một giúp việc thông thường, không lâu trước đã qua đời trong một vụ tai nạn. Nghe tới đây Giang Hoa cảm thấy rất bất ngờ, cho rằng hai người đó chỉ là có ngoại hình giống nhau mà thôi, mà không để ý sau khi mình đi khỏi mẹ chồng sợ tới mức đứng không vững. Trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an, bởi Giang Hoa đột nhiên hỏi chuyện này nhất định là có nguyên nhân. Hôm nay trong lúc làm việc, phu nhân không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất. Khi cúi xuống nhặt điện thoại thì ông xin hớt hãi chạy vào phòng, lệnh cho thư ký mau chóng tìm ra nơi ở của Mo A, cho dù thế nào cũng phải tìm trước phu nhân. Bà ta cứ tưởng em chồng cùng chiến tuyến với mình, ai ngờ sau lưng lại ngấm ngầm giở trò. Bên này vì lý do công việc nên quan hệ của Mo A và Giang Hoa ngày càng thân thiết. Mo A còn hỏi thăm về sức khỏe của con trai Giang Hoa, mới biết cô chỉ là mẹ kế của cậu bé, mà cô vẫn không thể thân thiết với con trai. Nghe tới đây, Mo A cũng cảm thấy buồn theo,
Về tới nhà vẫn không thôi lo lắng cho đứa bé. Nghĩ tới đây, cô lập tức lấy áo ra ngoài một mình tới trung tâm thương mại. Trùng hợp ông Shin cũng có mặt tại đây. Trông thấy Moa trong thang máy, ông tưởng mình hoa mắt, liền vội chạy qua đó xác nhận, nhưng vẫn muộn một bước. Thấy thang máy dừng dưới lầu, ông lập tức chạy xuống đó kiểm tra. Sau đó liên tục tìm kiếm Moa trong hàng sách. Lúc này cô đang mua một cuốn sách với đề tài quan hệ mẹ con để tặng cho Yang Hoa. Ông Shin không tìm được Moa, cuối cùng chỉ đành ra về. Bên này cô đang ngồi nói chuyện với Nam Gu sau giá sách. Moa viết một lời chúc lên cuốn sách, sau đó thuận tay ký tên Nam Gu vào cuối trang. Yang Hoa mang cuốn sách về nhà. Phu nhân nhìn nét chữ trên cuốn sách lập tức nhận ra bút tích của Moa, vội hỏi con dâu lấy cuốn sách này ở đâu. Yang Hoa không hiểu tại sao mẹ chồng phải căng thẳng như vậy, chỉ nói đó là quà bạn tặng. Phu nhân luôn cảm thấy có điều bất thường, vội tới phòng cháu trai tìm kiếm nhật ký của Moa để đối chiếu nhưng không có thu hoạch. Không còn cách nào khác, bà ta đã xé trang sách có chữ ký mang tới chỗ con trai xác nhận. Do Hun lập tức nhận ra đây là chữ của Moa. Tới đây phu nhân càng thêm hoảng sợ, nếu do Moa viết tại sao lại ký tên của Nam Gu. Bên này ông Shin đang phiền não vì sự xuất hiện bất ngờ của Moa. Hai người gặp nhau ở hành lang. Phu nhân nhớ tới kế hoạch tìm giết Moa của em chồng nên không dám nói ra manh mối của cô với hắn. Ai ngờ ông Shin đã nhanh chóng trông thấy mẩu giấy trong tay bà. Cái đó là gì vậy? Phu nhân vội giấu mẩu giấy, mượn cớ có chuyện gấp cần giải quyết rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó tới tìm Nam Gu yêu cầu anh viết thử vài chữ. Nam Gu mặc dù thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Phu nhân lập tức đối chiếu hai nét chữ, phát hiện nó không cùng một người. Vội hỏi Nam Gu dòng chữ trên giấy là do ai viết. Lúc này anh đã hiểu được ý đồ của bà ta, lập tức thừa nhận đây là do mình viết. Phu nhân cho rằng bản thân đã quá nhạy cảm nên cũng không tiếp tục điều tra. Nghĩ kỹ lại, Moa hận Yang Hoa còn không hết, sao có thể tặng sách cho nhau được. Khi bà ta chuẩn bị rời khỏi, trùng hợp bắt gặp Moa trở về. Phu nhân sợ hãi trốn đi. Lần này bà ta đã nhìn rõ mặt Moa, đồng thời đi theo cô tới hiệu sách. Tự hỏi sau những chuyện tồi tệ đã trải qua sao cô có thể cười tươi được như vậy. Lúc này đám côn đồ được phu nhân thuê cũng tới đây. Nhìn hình xăm trên tay hắn, Moa đã nhớ lại bọn chúng là kẻ đã bắt cóc mình. Cô liền sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Con dâu tài phiệt sau khi mất trí nhớ